xin chào các bạn video này tôi sẽ phân tích về một case study liên quan đến khởi nghiệp sản phẩm là mì ramen trong cái chương trình Shark tăng mùa 7 mới đây vừa phát sóng thì có một đơn vị người ta lên sóng người ta gọi vốn cho cái sản phẩm mì ramen là một cái sản phẩm mì rất là đặc trưng của người nhật vâng thì thứ nhất là các bạn có thể là nếu mà các bạn đang làm startup thì các bạn có thể tận dụng cái chương trình sắc tăng các bạn gửi hồ sơ để À, tham dự và hầu hết thì cái chương trình sách tăng này ưu điểm lớn của nó chính là cái hoạt động truyền thông tức là chúng ta tiết kiệm được khá nhiều chi phí về truyền thông và chúng ta à, được tìm kiếm nhiều và có thể giúp tăng doanh số khá là nhiều chứ còn nếu mà trông chờ vào việc góp vốn của các xác thì cũng không hy vọng nhiều à, trong số các xác thì rất nhiều xác là toàn mõm mà không đầu tư đâu Đấy, lên nên múa may làm thương hiệu tí thôi Đấy, cũng có một vài xác để đầu tư thật Đấy nhưng mà cái ưu điểm của nó chính là làm được truyền thông rất là tốt, được chưa? Thế thì với cái case study về Miramen thì liệu rằng chúng ta sẽ phân tích về mô hình 4P trong marketing của Philip Kotler đối với sản phẩm này rồi phân tích SWOT sơ bộ để xem cái dự án này sẽ như thế nào. À, tất nhiên là về lý thuyết đúng không ạ? Chúng ta bây giờ là tháng 8 năm 2024 và trong kinh doanh thì chúng ta phải đợi nó dài hơi, nó dài hơi và người ta nói là buôn tài không bằng dài vốn thì để xem là cái sản phẩm này liệu có ra được thị trường hay không Đấy, thì đầu tiên cái chữ P đầu tiên là cái chữ P về sản phẩm mì ramen thì các anh chị biết rằng là mì ramen là một cái sản phẩm rất đặc trưng rất là nổi tiếng truyền thống của người Nhật của người Nhật vâng và cái cách làm mì của họ là họ làm mì tươi họ sẽ nấu với nước thịt với trứng đó rất là cầu kỳ và thường bán ở trong những cái nhà hàng mì ramen Uh, với phong cách của người Nhật là những cái nhà hàng quy mô nhỏ ấm cúng khoảng và có một cái bếp mở tiếp xúc trực tiếp với khách hàng luôn đợt trước để tôi đi Mỹ thì tôi có ăn một cái nhà hàng mì ramen uh, rất là lớn rất là đông ở Chicago thế nhưng mà các anh chị biết rằng là nhà hàng của Nhật thì nó rất là nhỏ và chúng tôi phải xếp hàng rất lâu xếp hàng phải cả km mới được ăn thật sự luôn đấy Uh, thì nếu mà nói là mì ramen uh, không ngon Thì uh, rất là có lỗi với sản phẩm này Đúng không? Tuy nhiên mì ramen thì Ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là phải cạnh tranh với rất nhiều các loại mì uh, Đầu bếp Gordon <laughs> Ramsey Chương trình Masterchef Ông ấy nói rằng là Ông ấy sẽ không trở thành siêu đầu bếp nếu như ông ấy sinh ra và lớn lên ở Việt Nam uh, Điều này là một cái cách mà khen rất là tinh tế với ẩm thực của Việt Nam Bởi vì ông ấy nói rằng là Ờ, với một cái số tiền rất nhỏ chỉ khoảng một đô la mỹ người Việt Nam đã tạo ra một sản phẩm có có đầy đủ các cái gia vị đầy đủ các cái thành phần ví dụ như là rau thịt trứng mì Đấy. và người Việt mình là sử dụng uh, gạo sau đó xay thành bột và làm thành bánh làm thành mì rất nhiều loại vâng chúng ta thì có mì chũ đúng không ạ mì gạo uh, rồi thì uh, bánh đa đỏ bánh đa trắng thực ra vẫn là từ gạo ra mà thôi phở bánh tráng đúng không ạ rất tất cả những cái thứ như vậy cũng là từ bột gạo ra mà thôi rồi thế thì chúng ta thấy rằng là bún miến rồi các thứ đúng không là những cái sản phẩm từ uh, bột gạo hoặc là bột rong giềng hoặc là những cái loại bột khác tinh bột khác rồi bây giờ mì có thể làm từ khoai tây có thể làm từ rong giềng có thể làm từ các loại rau đó tức là rất nhiều các cái sản phẩm để phát triển đa dạng phục vụ nhu cầu khách hàng thì mì ramen cũng là như vậy thế thì cái chữ P đầu tiên chúng ta phân tích ở đây là mì ramen sẽ làm uh, gặp những cái đối thủ cực kỳ mạnh đấy đó là những cái sản phẩm mì truyền thống của người Việt uh, nó phù hợp với thói quen nó phù hợp với khẩu vị nó phù hợp với phương thức bán hàng thí dụ như là phở ví dụ như là hủ tiếu ví dụ như là um, bún đúng không ạ rồi thì bún chả đấy, bún thì có lại có bún sợi có bún lá đấy rất nhiều rất nhiều Fast food ở Việt Nam thì phải nói là kinh khủng nhiều và đa dạng, ngon miệng. Tôi không bàn đến cái yếu tố về về an toàn vệ sinh thực phẩm ở đây vội nhá. Cho nên mì ramen thực ra là một cái sản phẩm tham gia vào cuộc chơi để làm đa dạng hóa cái nhu cầu của khách hàng mà thôi. Chứ còn uh, sản phẩm này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gặp rất nhiều khó khăn khi mà đấu với những cái sản phẩm truyền thống, đúng không ạ? và cái nhu cầu về thị trường vẫn còn rất hạn chế. À, cho nên là nếu mà cái đơn vị sáng lập, cái đơn vị phát triển ấy thì cần phải có vốn liếng dài và thứ hai là cần phải giáo dục khách hàng và thứ ba nữa là à, chúng ta cũng sẽ phải tạo ra thói quen tiêu dùng đó. Rồi như vậy là nó là một cái sản phẩm gia nhập thị trường và nó bị cạnh tranh cực kỳ khủng khiếp. Mặc dù trên thị trường có thể cái hãng ramen này là cái hãng đầu tiên đi chăng nữa, thì tôi xin thưa rằng là nó sẽ phải đấu với các sản phẩm thay thế chứ không phải là đấu với các hãng ramen đúng không ạ các bạn sẽ đấu với mì hảo hảo các bạn đấu với khoảng độ à, hàng trăm cái nhãn mì tôm rồi hàng à, hàng nghìn hàng vạn cái quán phở quán mì quán hủ tiếu đó rồi thì quán bún trời ơi cực kỳ khó khăn cực kỳ khó khăn mà mì ramen này mà ăn mà không có nước thịt ấy ăn mà không có nước xương ngon ăn mà không có uh, trứng rồi các loại gia vị thì không ăn được đúng không nó chỉ là bột gạo thôi mà đó rồi thứ hai là vấn đề về giá. Thông thường mà nếu mà đạt tiêu chuẩn chất lượng cao của Nhật thì thông thường giá nó sẽ cao. Mà giá cao thì nó sẽ làm hạn chế cái khả năng tiếp cận của khách hàng. Đấy, tại sao cái mì hảo hảo đúng không? Xin thưa là nó cũng chả ngon lành gì nó cũng chả tốt thì cho sức khỏe cả. Hay là những cái mì tôm khác. Đấy, 3.000, nghìn, 5.000 nghìn một gói, ngày xưa có 1.000 hơn 1.000. Bây giờ thì đắt hơn 3.000, 5.000, 10.000 tùy loại. Thế nhưng mà nó bán đến một năm nó bán đến hàng tỷ hàng tỷ gói mì thứ nhất là cái gia vị cái khẩu vị cái cách thức tiêu dùng nó rất là tiện đúng không đổ nước sôi vào cái ăn ngay rồi nó có những cái gói gia vị nó đánh lừa cảm giác ăn rất là ngon chua chua cay cay rất là ngon nếu không vì vấn đề về sức khỏe thì tôi cũng nói thật là tôi cũng rất thích cái mì đó nhưng mà vì vấn đề về sức khỏe nên là rất nhiều năm nay là tôi đã không ăn mì tôm rồi rất là không tốt cho sức khỏe thế thì giá cao nó sẽ là một cái trở ngại nó sẽ là một cái trở ngại và tệp khách hàng khá là nhỏ sản phẩm đã là kén khách rồi giá nó cao lại kén khách tiếp được chưa và thứ ba là vấn đề về kênh phân phối rồi thế thì cái này nó là thực phẩm thực phẩm tươi sống đúng không thực thực phẩm chế biến đóng gói thì đét tức là cái thời hạn của nó thường sẽ rất là ngắn và chúng ta có thể đi vào các cái kênh siêu thị kênh bán lẻ kênh chợ kênh GT kênh MT đấy đúng không ạ rồi chúng ta cũng có thể bán hàng online thông qua những cái nền tảng mạng xã hội như Shopee, TikTok Shop hay là uh, Facebook hay là uh, rất nhiều rất nhiều những cái kênh khác để chúng ta chạy quảng cáo để chúng ta bán hàng để chúng ta có khách hàng hoặc là các hội nhóm vân vân thế thì nhưng mà bán hàng online như thế thì không đủ phục vụ bởi vì người ta sẽ mua một hai suất mì thôi đấy người ta sẽ không mua về nhiều để tích trữ đâu mà như thế thì chi phí giao vận nó sẽ cao chi phí vận hành nó sẽ cao đây sẽ là trở ngại đây sẽ là trở ngại tiếp tục vâng tiếp tục đấy là vấn đề về kênh phân phối và khi đưa đưa vào kênh phân phối các bạn biết rồi nếu mà đưa vào các kênh siêu thị các kênh thực phẩm sạch thì chúng ta chấp nhận là phải nợ phải cho nợ công nợ thì nhiều khi chúng ta start up là chúng ta rất là khó để làm đấy mà cái khâu sản xuất nữa đúng không nếu mà chúng ta mở nhà máy sản xuất thì vốn liếng rất lớn và mở nhà máy sản xuất nếu như sản lượng không đủ thì nó là tự sát nó là tự sát nhá thời nếu mà ban đầu các bạn không nên mở nhà máy mà các bạn nên gia công nó hơi đắt một chút nhưng mà nó an toàn hơn đấy, bởi vì là sản lượng không đủ quy mô mà mở nhà máy là tự sát bởi vì chi phí vận hành và khấu hao nhà máy rất là cao đấy còn trừ khi là bạn xác định là bạn có thể bán được hoặc là bạn xuất khẩu hoặc là những nguồn vốn của bạn lớn đấy, tôi, tôi luôn nói là buôn tài không bằng dài vốn mà đấy, rồi chúng ta có tiền làm marketing tiền giáo dục khách hàng rồi cho khách hàng dùng thử thay đổi thói quen <laughs> để dần dần người ta không ăn mì tôm nữa người ta ăn mì ramen người ta không ăn mì bánh đa đỏ Hải Phòng nữa người ta ăn mì ramen người ta không ăn bún phở Hà Nội nữa người ta ăn mì ramen ví dụ như vậy và tôi nghĩ để để đến được cái giai đoạn mà như tôi chẳng hạn mà đi nè vào nhà hàng hay là vào quán hay là ra quán phở mà gọi là cho tôi một tô mì ramen thì có lẽ phải mất cỡ 10 năm nữa liên tục liên tục liên tục và tốn rất 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 nhiều tiền thì mới có thể thay đổi được thói quen rồi đấy là cái chữ P thứ ba là về kênh phân phối đúng không thứ tư là promotion tức là cái các hoạt động xúc tiến bán đấy thì bạn lên Shark Tank cũng rất là tốt đấy, đã có rất nhiều người biết đến bạn rồi đấy, thế sau đó thì bạn chạy quảng cáo facebook bạn chạy quảng cáo zalo youtube tiktok bạn đưa lên sàn thương mại điện tử bạn treo banner poster bạn chạy các cái campaign trên báo chí rồi bạn đưa vào các kênh bán hàng các điểm bán bạn xây dựng marketing tại điểm bán vân vân thì đều tốn rất nhiều nguồn lực của bạn mà không phù hợp với GNT ngay không phù hợp với cái, cái startup của chúng ta cho nên là phân tích đi phân tích lại thì tôi nói để rút cho các bạn một số những kinh nghiệm này nếu mà các bạn đang startup bạn nào đang startup cái gì mì ramen này các bạn lưu ý một là chúng ta cố gắng tinh gọn Đấy, tinh gọn và tiết kiệm chi phí nhất có thể thứ hai là chúng ta ra sản phẩm và tìm cách tiêu thụ ngay lập tức tìm cách tiêu thụ ngay để sản phẩm Đến tay người tiêu dùng nhanh nhất có thể Với cái thời gian Và cái tốc độ nhanh nhất có thể Và tốc độ quay vòng vốn cũng phải nhanh Tức là cố gắng bán đến end user luôn Hoặc là bán vào những cái cửa hàng nào Thì nói rõ với người ta là um, Cho em xin tiền ngay Để Đúng. em có vốn em quay vòng chứ không thì em không nợ động. Đấy à, Thông thường các cái sản phẩm mới là à, Cái sự chấp nhận của thị trường Nó rất là chậm Đấy, Cho nên nó tốn nhiều công sức, thời gian và tiền bạc chứ không đơn thuần là à tôi có một sản phẩm tốt là tôi sẽ bán được và các bạn chưa biết đâu à, sản phẩm của các bạn luôn tốt luôn là đứa con tinh thần tuyệt vời nhất cho đến khi bạn không bán được hàng thì bạn mới biết thế nào là thảm họa đó đấy là cái phương pháp nha thế rồi tiếp theo là các bạn cũng sẽ cần phải đa dạng hóa sản phẩm à, rồi ví dụ như các cái sản phẩm như vậy để nó thích nghi với cái cái khẩu vị và cái cách thức tiêu dùng của người Việt các bạn có thể đề cập đến ví dụ như là cách chế biến tiện này, đấy rồi dễ bảo quản này, thời gian bảo quản lâu này, đấy, hương vị ngon và đặc biệt là dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. các bạn phải đánh vào cái từ khóa này. ví dụ như là các bạn muốn phục vụ cho đối tượng là công nhân đi, thì họ cứ mua mì tôm, ăn với một quả trứng với mấy cái cọng rau cọng hành, xong một bữa họ sống qua ngày như thế. tất nhiên là không tốt cho sức khỏe nhưng họ chấp nhận. vậy thì bạn hãy cho họ một cái món ăn. Miramen của bạn tốt hơn, tươi hơn, ngon hơn, an toàn hơn, nhưng chi phí không quá cao hơn, chế biến cũng rất là thuận tiện. thì tôi nghĩ đấy là những cái hướng đi có thể, hướng đi có thể. nhớ rằng là phải tìm mọi cách bán được hàng, đấy, và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh nhất, thu được đồng vốn về quay vòng vốn thật nhanh thì bạn mới có thể sống được với cái startup Miramen và quy mô thị trường của bạn sẽ không cao không 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 nhiều đâu bạn phải chấp nhận điều đó tức là bạn hài lòng với một cái mức doanh số nào đó thí dụ như là 1 tỷ 2 tỷ 5 tỷ 10 tỷ bạn hài lòng với mức đấy bạn khóa lại và bạn sẽ làm một cái dự án khác nha đây là sản phẩm ngách trên thị trường có hàng nghìn hàng vạn sản phẩm thay thế cho nên bạn không bao giờ hy vọng là có thể xoán ngôi được thị trường đâu các bạn thấy đấy kể cả mình như là KFC hay là McDonald vào Việt Nam bao nhiêu năm tháng nhưng mà cũng không thể bùng nổ được bởi vì thói quen ăn fast food của người Việt rất khác đúng không bún bánh phở bún chả bún cá bánh đa rồi thì mì tôm rồi xôi xiếc rất nhiều luôn đấy fast food của Việt Nam rất ngon rất mạnh chỉ trừ yếu tố là nó hơi bẩn nó hơi uh, hại cho sức khỏe nó dùng nhiều các cái loại uh, hóa chất gia vị vân vân thôi thế còn lại là tôi nghĩ là fast food của Việt Nam là quá kinh khủng về về số lượng về giá rẻ và sự tiện dụng ok nhé thì nếu mà các bạn làm ramen hoặc những cái sản phẩm đồ ăn tương tự thì các bạn có thể xem video này và và nếu mà các bạn biết anh chị chủ cái chương trình này cái thương hiệu này thì có thể gửi video này cho họ xin cảm ơn